Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày mai 30 tháng 9, Đà Nẵng chuyển trạng thái mới trong phòng chống dịch. Vì vậy, các đơn vị địa phương sẵn sàng các phương án phù hợp thực tế. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua 29 tháng 9. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị địa phương cần tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch chứ không lơ là chủ quan. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương thống kê số người và thời gian tiêm chủng đảm bảo chính xác. Đề nghị ngành y tế rà soát lại các cơ sở cách ly và tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại nhà. Các địa phương rà soát các điểm cách ly trường học để bàn giao lại và ngành giáo dục xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để học sinh đi học trở lại. Các đơn vị địa phương tuần tra kiểm soát các trường hợp người ngoài vào thành phố, chú ý kiểm soát khu vực đường mòn lối mở khu vực giáp ranh. Bí thư Thành ủy cho biết trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Ban chỉ đạo quốc gia thì trước mắt thành phố hướng dẫn tạm thời để đảm bảo các hoạt động an toàn trong trạng thái mới. Trong đó, 7 nhóm lĩnh vực tiếp tục chưa cho phép hoạt động. 8 nhóm sẽ được mở cửa hoạt động kèm theo điều kiện cụ thể chi tiết về phòng chống dịch. Quy định rất rõ các cái hoạt động khi trở lại thì doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, các cái cửa hàng, các cái trung tâm thương mại v.v. khi hoạt động trở lại thì phải kèm theo những cái điều kiện gì. Rồi người dân, cá nhân khi mà tham gia vào các cái hoạt động đó thì cũng phải kèm theo các cái điều kiện rất là cơ bản, thực hiện cái 5K, rồi có cái mã QR code của bầu cử. Còn bây giờ chúng ta số liệu... Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các đơn vị địa phương cần chủ động có phương án để thích ứng với tình hình mới. Trong đó, các địa phương tiếp tục triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, cũng như chuẩn bị các khu cách ly tập trung để đảm bảo cho các tình huống. Cho nên là cái cách tiếp khi mà chúng ta chuyển trạng thái và chúng ta chuyển cái cách tiếp cận mới thì đây là một trong những cái nội dung mà chúng ta phải chuẩn bị. Thì thứ nhất là chúng ta phải vận dụng tất cả các cái cơ sở, và thứ hai là chúng ta phải tiếp cận là cái việc cách ly F1 tại nhà. Từng cái mức độ xã phường chúng ta có thể lấy một cái sơ đồ là ở địa phương nào, ở vùng nào thì được xem xét để cách ly F1, còn ở những vùng nào thì chúng ta không có xem xét cách ly F1 và chúng ta đưa lên cách ly tập trung, thì tất cả những cái nội dung này chúng ta phải chuẩn bị trước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế sớm hoàn thành việc rà soát đúng về số liệu tiêm chủng, đề nghị ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế chủ động kế hoạch tăng cường thêm nhân lực tại các chốt kiểm soát để đón học sinh, giáo viên, người nhà về thành phố, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch.